Nay là ngày của chị. Vậy nên em hầu chị. Mặc dù có máy lạnh á, mẹ không phải lấy hình chị đúng không? À, cho đẹp em. Cho đẹp em. Cái quà tao tiêu của chị đó hả? Đúng rồi, mình hậu bối phải quà cho tiền em, bối chứ. Em coi chừng á. Em coi chừng em quạt một cái quạt đó, em dính phép đó nha. Em quạt lấy nó buông tóc mấy cục của em. Dính phép của chị đó nha, chị đã đó, coi như là hóa phép ở trong cái quạt đó rồi đó. Chị ăn gì chưa? Ăn rồi. Ăn rồi. Trái cây em nè. Không em, không chị. Buồn nút nha. Buồn nút nha. Trái cây thôi mà. À, em mập chị. Không, không mập đâu. Ăn cái bụng bự. Không, còn cái nút còn rộng lắm. Thôi chị ăn đừng, miếng đi. Đừng nha, đừng có xài cách giảm cân là bắt được khác mập hơn mình nha. Nữa, ăn miếng đi. Nè, miếng táo thôi. Miếng nha. Thằng Lê Hương nó mà lấy lọc. Ủa sao chị gái bạn vậy? Hả? Sao chị gái bạn? Khi nào có tiền thì mới ra chứ. Cảm em á. Vì không có tiền sao mà ra. Thấy quần áo mặc xe xô đồ mượn nha. Thấy quần áo mặc xe xô đồ mượn nha. Không được. Không có tiền đi mua đồ mới đâu nha. Mà cấp là miễn phí luôn. Đấy. Thôi em nào có tiền bạc gì đâu. Không có tiền bạc gì. À mì đam mê thôi. À mì đam mê thôi. Đây stylist cũng là đâu có tiền gì đâu. Sao mà trời thấy cái hình giống cũ quá à. Không, hình này là hình cam chụp đấy. Hình mới, người ta mấy hình mấy chục năm trước đâu. Cái kỳ cục vậy. Hình này mới nào, mấy tháng trước nha mọi người. Ông này ông kia hình này tưởng mấy chục năm trước mới debut. Quá đáng. Mình mới có năm ngoái chứ mấy. Hình người ta trẻ về rồi đúng không đó. Trời ơi sợ đạp không cái váy này quá à. Đã váy như mượn thì chớ rồi. Đạp không có tiền đền này. Mấy này đã hát với em, đừng tương tác với em nha. Hả? Giậm á. Không thấy được chứ em giậm á. Hai người hai đầu sân khấu à. Không mà chị có thiệt luôn, cái váy mà lên sân khấu mà chị mình lỡ mà chị giậm qua là chị xòe luôn đó. Tại vì nó rất trơn cái vải này nè. Thôi chị đứng yên thôi, để đi em vòng chị chứ. Chắc chắn là chị đứng yên rồi á. Như một pho tượng nhá. Người một mình em hay.